Xin chào tất cả các bạn, hôm nay chúng ta sẽ cùng đến với tựa game Đại Lục Vinh Diệu của nhà phát hành Full Tap. Thì đây là một tựa game nhập vai tới đồ họa 3D vô cùng đẹp mắt. Hôm nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn tất cả các gift code dành cho tân thủ mới nhất và hướng dẫn các bạn nhập gift code cho nào chưa biết. Bạn nào biết rồi thì cũng đừng quên like, share và subscribe ủng hộ nhé. Thì đầu tiên để nhập gift code thì các bạn cần vào cái site là layfull.vn/giftcode/đại-lục-vinh-diệu. Thì đây là cái màn hình mình đã đăng nhập vào cái website đó. Thì sau khi đăng nhập xong thì các bạn vào hack đổi code, thì các bạn tiến hành đăng nhập. Thì sau đó các bạn vào hack đổi code, hoặc là các bạn cũng thể vào hack tất cả để tiến hành, các bạn nhấn vào tham gia các sự kiện và tiến hành nhấn vào hack đổi để đổi code. Thì hiện tại thì có 3 code chung, nhưng mà nay thì mình sẽ chia sẻ cho bạn 4 cái code và sẽ là tự nhập, nên là nó sẽ không có giống như phần tất cả trong đây. Thì cái code thứ nhất là Vinh Diệu 888. Thì đây là cái gift code thứ nhất. Gift code là Vinh Diệu 888. Đây nha các bạn, gift code Vinh Diệu 888. Thì mình sẽ dừng lại một chút cho các bạn xem gift code. Thì tổng cộng là có 4 gift code nha các bạn. Thì mình chia sẻ nhiều hơn cái phần nó để ở trong tựa game này. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đổi nó. Vinh Diệu 888. Thì nó để như vậy là đã thành công. Thì sau đó thì các bạn tiến hành trở về game và các bạn vào thư để nhận quà. Giờ gift code này sẽ nhận được các quà sau. Thứ nhất đó là túi quà nhỏ. Thì đây là túi chứa may mắn dùng nhận 5.000 vàng, số lượng là 2 là 10.000 vàng. Thứ hai là đá cường hóa level 1. Đây là nguyên liệu cường hóa trang bị level 1 tới level 50 dùng trong giao diện cường hóa. 5 đá sẽ ghép thành 1 đá level 2, số lượng là 5. Thứ ba là đá cường hóa ma khí sơ dùng để dùng cá đường hóa ma khí sơ sẽ tăng 50 SP, số lượng là 5. Cuối cùng là trang bị bậc cam 3 sẽ nhận được một trong số vũ khí áo mũ đai giáp tay dài bậc 3 cam, lực chiến và thuộc tính tăng mạnh sau khi mặc. Thì đây là các phần quà của gift code thứ nhất là gift code Vinh Diệu 888. Mình sẽ nhận nó đây các bạn, phần quà của gift code này mình sẽ dùng trang bị cam luôn, mình dùng túi quà nhỏ. Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ hai. Cũng như vậy thì các bạn trở về làm việc của mình và các bạn nhấn vào đổi code. Giờ gift code thứ hai như sau: Vinh Diệu 666. Thì đây là code thứ hai, gift code là Vinh Diệu 666. Thì mình sẽ phóng to ra cho bạn xem gift code. Thì mình cũng sẽ ngưng màn hình lại một chút cho các bạn xem gift code nha các bạn. Gift code là Vinh Diệu 666, Vinh Diệu 366. Ok, bây giờ mình sẽ nhập gift code, các bạn nhấn vào tiếp tục. Thì cũng vậy, giờ các bạn trở về game và các bạn tiến hành vào thư để nhận quà. Thì gift code này sẽ nhận được là thức ăn bếp sơ, bếp dùng xong tăng 100 SP, dùng tại giao diện bếp để nâng cấp bếp, yêu cầu là cấp 15, số lượng 10. Thứ hai là ngọc bói linh, nguyên liệu tân bậc hút cỡi, mỗi ngọc bói linh tăng 10 SP hút cỡi, số lượng là 5. Thứ ba là kim cương phá, đây là đồng tiền hiếm hệ thống tặng, dùng để giao dịch trong số kim cương phá tiêu trong một số hệ thống, số lượng là 100. Cuối cùng là quà linh hồn ngẫu nhiên, thì dùng xong giá nhận ngẫu nhiên một trong phách hút cỡi, hồn hút cỡi, linh cánh, hồn cánh, phách ma cánh, hồn ma khí, số lượng là 1. Thì đây là các phần quà của code thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ ba. Giờ gift code thứ ba như sau: Vinh Diệu 69. Vinh Diệu 69 là gift code thứ ba. Mình sẽ phóng to cho các bạn coi gift code là Vinh Diệu 69. Thì mình cũng sẽ giữ yên màn hình một chút cho các bạn xem gift code. Thì đây là gift code thứ ba nha các bạn. Gift code là Vinh Diệu 69. Thì tổng cộng là có 4 gift code. Thì các bạn hãy xem đi. Thì trong cái trang đổi code này nó sẽ không có đủ gift code chung đâu các bạn. Ok, giờ chúng ta sẽ cùng đổi nó. Và các bạn tiến hành vào game và vào thư để nhận quà. Thì gift code thứ 3 này sẽ nhận được là túi vàng chung. Đây là túi chứa may mắn dùng nhận 20.000 vàng, số lượng là 1. Thứ hai là đá tái luyện,
Dùng để tẩy luyện có thêm 4 thuộc tính cho trang bị trang lực chiến, số lượng là 5. 3 là ngọc bó linh, số lượng 5. Cuối cùng là gương ngọc level 2, nhận ngẫu nhiên 1 ngọc level 2, số lượng là 1. Thì đây là các phần quà của gift code thứ 3. Bây giờ chúng ta sẽ cùng đến với gift code thứ 4. Giờ bạn cũng nhấn vào xem sự kiện khác, nhấn vào đổi code. Ở đây các bạn, cái gift code chung này chỉ có 3 code thôi, nhưng mà mình sẽ chia sẻ cho bạn 4 gift code chung. Gift code là Vinh Diệu 96. Đây là 4 gift code chung nha các bạn, mình sẽ để phần quà. Nên là cái hack này nó sẽ chia sẻ không đủ, chỉ có bạn nào xem clip này thì mới có thể nhập đủ 4 code chung thôi các bạn. Gift code là Vinh Diệu 96. Mình cũng sẽ để yên màn hình lại chút cho bạn xem. Ok, bây giờ mình sẽ tiến hành nhập nó. Thì cũng vậy, các bạn vào game và bạn vào hư để nhận quà. Thì gift code này sẽ nhận được là túi vàng nhỏ, nhận được 5.000 vàng, số lượng là 10, là 50.000 vàng. Thứ hai là tinh hoa cánh sơ, sẽ dùng tinh hoa cánh sơ sẽ tăng 100 SP, số lượng là 5. Thứ ba là đá tẩy luyện, dùng để tẩy luyện trang bị, thêm 4 thuộc tính trang bị trang lực tiến, số lượng 5. Cuối cùng là 100 kim cương phá. Thì đây là các phần quà của gift code thứ 4, mình sẽ tiến hành nhận nó. Đây các phần quà của code thứ 4 nha các bạn. Rất là nhiều gift code. Và bây giờ thì mình sẽ mở code ở trên màn hình. Nhưng mà trước hết khi kết thúc luôn, hãy cùng mình review một chút về cái tựa game này nhé. Thì khi gia nhập vào game, các bạn sẽ được lựa chọn một trong 4 lát nhân vật chính, gồm pháp sư, xạ hữu, cung hữu, kỵ sĩ. Với mỗi lát đều có loại vũ khí tác chiến riêng biệt, đi kèm với bộ tuyệt kỹ và thiên phú vô cùng đa dạng. Đặc biệt, các bạn còn có thêm hai nhánh chuyển chức và thăng tiến sức mạnh nữa khi nhân vật đạt cấp độ trưởng thành nhất định. Thì khác với những game nhập vai thường thì trò chơi có lối chơi khá là đột phá. Đặc biệt là trong các giai đoạn chiến đấu, các bạn có thể tự do kết hợp các kỹ năng chủ động, bị động và hiên hú lại với nhau để tạo ra những combo riêng của mình. Và bên cạnh đó thì mỗi các bạn chơi còn được triệu hồi nhiều pet và binh trợ chiến khác nhau, với mỗi chủng loại phẩm chất sẽ chứa đựng một sức mạnh lẫn kỹ năng tác chiến không trùng lập. Ngoài ra thì trò chơi còn mang đến cho hệ thống hữu cởi cắm trang phục độc đáo, đa dạng mẫu mã cho các bạn tha hồ lựa chọn làm đẹp. Thậm chí game còn có hàng trăm tùy chỉnh giúp bạn thay đổi diện mạo, vóc dáng nhân vật, từ đó sẽ tô vẽ lên một hình hài rất riêng của mình. Thì xong, điểm nhấn của game chính là thế giới mở vô cùng rộng lớn, với hàng trăm ngàn nhiệm vụ được phân bố xuyên suốt quá trình thăng cấp của các bạn. Cùng với đó là những trận săn boss vô cùng khốc liệt và những trận chiến PvP ban hội thế lực kịch tính diễn ra trên một nền đồ họa full 3D vô cùng đẹp mắt. Tại đây các bạn có thể lập team săn quái hay bước vào chiến phiêu lưu khám phá những vùng đất cổ xưa, hòng thu về nhiều phẩm trang bị cần thiết để mạnh hóa cho nhân vật. Thì cũng như các tựa game nhập vai khác thì các bạn, đây là một tựa game auto gánh tay, các bạn chỉ cần bấm vào nhiệm vụ thì nó sẽ tự làm. Thì để khám phá hơn về game, các bạn có thể tải về và tự mình trải nghiệm nhé. Thì như vậy là mình đã chia sẻ xong cho các bạn tổng cộng là 4 gift code. Thì khi nào có thêm gift code mới thì mình sẽ chia sẻ thêm cho các bạn. Và mình cũng đã review sương sương về tựa game này. Thì chúc các bạn chơi game vui vẻ và nhập gift code thành công và trải nghiệm game vui vẻ. Cảm ơn các bạn đã xem video, đừng quên like, share và subscribe ủng hộ nhé. Còn giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo. Bye bye.